khác. Ví dụ như là Sumangallavi là Sini đó thì dành cho là chú giải của Trung Bộ Kinh, còn có Panchasudani tức là chú giải của Trung Bộ Kinh hả? Ở đây chúng ta sẽ còn chú thích nó như là 1.37 đó này, 1.30 nè. 1.30 chú thích số 3 chúng ta sẽ thấy rằng sau khi chú thích dựng chính chỗ này là nên là 1 ở đoạn 2 nhỉ. Chứ không phải 1.30 là Trung Bộ Kinh mà 1.2 đó. Như vậy chúng ta nghe nữa má là sẽ bắt đầu cái gì nó là Machimanika nhé, 1, 2 thì trong phần thứ nhất thì chúng ta sẽ coi này. Một chúng ta sẽ là 1 ở đoạn 2. Đoạn 2 là cái đoạn này. Nhưng mà trong phần chú giải ha, chúng ta phải đi qua những cái chú giải của Machimanika nhé. Quý trà lấy tầng Avijari tamne tam borane hi ayampana atanomati. Ayampana atanomati hả? Rồi, tương tự như vậy. Thì được trích như vậy tức ở trong đoạn số mấy? Ở trong đoạn về Báthavi hả? Báthavi là phần chú thích ở đoạn số 2 nha. Các vị có coi thì các vị coi là chú thích ở đoạn số 2. Đây là chú giải đoạn số 2. Thì tương tự như vậy các phần chánh văn sẽ là đoạn số 2 này. Và đoạn số 2 mà của cái bài kinh mà Buddha đã dạy nhá, là bài kinh này chúng ta đang học ở trong Trung Bộ Kinh nha, là Trung Bộ Kinh rồi. Bài kinh thứ nhất đây. Bài kinh thứ nhất của kinh chúng ta học ở đây. Đây trong cái đoạn 2 nè. Trong cái đoạn 2 mình dựa vào cái gì? Rồi. Ở đây trong cái đoạn 2 ta học từ cái ý đáp biết khao quen nha, cho bài kinh Buddha Bhagavad Gita nhé. Bài kinh Buddha Bhagavad Gita chúng ta dịch là gì? Kinh gì? Đúng rồi, kinh phương pháp căn bản nha. Trong cái đoạn số 2 ở đây ta là ý đáp biết khao quen nè. Asutawa là tức là ở đây là cái việc theo là có kẻ vô trí phạm ôn là không thấy các bậc, không thấy được chư thánh nhân và không được thuần thục và tinh thông đối với các pháp của chư vị thánh nhân, rồi không được phổ biến các pháp của chư vị thánh nhân, là người không thấy được chân nhân nè, vân vân. Rồi người đó như thế nào nhận xét hoặc nhận biết rằng đất là đất, đất là từ đất. Rồi sau khi mà biết được rằng là đất, nó bắt đầu lại tưởng tượng về đất, tưởng tượng trong đất và tưởng tượng đất là của ta, vui thích trong đất nè. Vì sao vậy? Ta nói rằng đối với kẻ đó thì không có thấu hiểu về đất. Trong cái phần chú giải, trong cái đoạn chú giải chúng ta sẽ thấy chúng ta quay lại ở đây. Đoạn chú giải chúng ta đang ở Báthavi nha. Đây, chúng ta sẽ thấy không? Đoạn chú giải này. Báthavi qua đó qua là cái phần chú giải về thứ tự của Báthavi. Các Báthavi có thể là đất ha. Và trong cái đoạn thứ ba chúng ta sẽ là cái gì? Chúng ta sẽ phân ra ở đây tức là cái gì? Đây. Sau khi mà Báthavi tức là đất rồi bắt đầu tới A-banh tức là nước ha, Tê-chan tức là lửa và Oanh là gió ha. Chúng ta đang đề cập những cái chú giải cho các bạn trên tập quy rồi. Đấy. Như vậy cái chữ mà chúng ta đang cần một tiếng ở đây cái đoạn đó là đoạn này, tức là Báthavi Bát thao quý nè, bát in là bát tiết nè, bát thao nguyên apina bát tiết, chúng ta nhận ra các bạn dịch thế này, bát thao nguyên apina bát tiết, các bạn nhận ra vậy này, bát thao nguyên apina bát tiết nè, thấy không? Ở đây tức là cái gì? Tưởng trong đất là vui thích trong đất nè, apina bát tiết là vui thích đó. Vui thích trong đất vì sao vậy? Thì rằng ta nói rằng người đó không hiểu về đất. Tức là trước khi mà vui thích trong đất là người đó nghĩ về đất, so sánh với lại tưởng ngã, cho rằng đất ở đây không phải là đất mà theo đất theo khái niệm. Các bạn luận đã bạn cho đất thực tính và cũng như là cái đất mà trong 32 thị trường tác hợp thì phân ra thành phần như vậy. Ta hỏi chắc rằng đây là sắc thân, đây là của mình, đây là mình, đây là của mình. Thì để rõ hơn thì chúng ta đi đến cái đoạn trên đây. Để trích được cái câu này chúng ta nên đọc cái loại này luôn. Bhattawin apinadati puttapakare wa bhattawin tanhadehi apinadati astadeti pramasati jati vuttanghoti. Ở đây được gọi là cái gì? Được gọi là hoan hỷ trong đất. Apinadati tức là ngôi thứ ba số đất, tức là người ấy hoan hỷ, vui thích trong đất. Mang nghĩa rằng là cái gì? Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là vứt tăng hô tiếng là đã được nói. Ở đây chúng ta tra tiếng chúng ta bao cái tiếp là ý tiếng này, cho nên nguyên câu này cái vế cần phải được trình bày trong đấy. Vứt tá bắc ca răng y quá nè, vứt tá từ quá khứ tương tự là nói nè, bắc ca đó là cái cách thức, cái phương cách mà đã trình bày. Bắc ca win ở đây tức là bắc ca răng thì chỉ còn cách bắc ca win này. Đất ở đây apinam đã tiếng là người ấy hoan hỷ với đất cùng phương pháp đã được đề cập phía trên. Phía trên tức là đây, phía trên tức là những cái khía cạnh bên đây. Người đó nghĩ về đất này, rồi bắt đầu nghĩ rằng đó, đất là ta này, ta thu viên mê mình nhắn tí này, vân vân đấy. Mà người đó hoan hỷ thì tăng hà đi là với cái sự tham ái, với sự dính mắc khát ái ở trong đất, cho rằng đây là sắc thân. Ví dụ như là tóc, lông móng, răng da, thì tất cả những khía cạnh đó đều thuộc về đất, cho rằng cái phần mà vật chất ở trong cơ thể này đó là ta. Đấy, bởi cái sự tham ái trong đây. Rồi hơn nữa tới astadeti. Rồi astadeti ở đây thì chúng ta dùng theo nghĩa là chúng ta dùng cái nghĩa rất là hưởng thụ nè, hưởng thụ cảm nghiệm, hưởng thụ như là cảm nghiệm. Còn paramasati chúng ta dùng cái nghĩa tức là cái gì? Bị dính chặt nè. Hưởng thụ cảm nghiệm tức là cái gì? Tức là vui thích đó hả? Ba cái động từ này đều đồng nghĩa với nhau. Apinandati tức là người đó vui thích, người đó hưởng thụ, tức là người đó có sự đắm chìm trong đó. Và paramasati tức là người đó bị dính chặt vào trong đó. Bởi cái gì? Bởi cái lòng tham ái nè. Ba cái động từ đi cùng với lại một cái đi cùng với nhau, chung một chủ từ tức là so hả, tức là người đó. Mà đối cách cho nó tức là pathwin nè, tức là vui thích trong đó như vậy. Tức là những khía cạnh vật chất trong cơ thể. Rồi kế tiếp ở đây tức là chúng ta sẽ làm cái gì? Pathwin manyati etenewa etasmin athesit dekasma etam tatike. Pathawin manyati nè, manyati động từ manyati có nghĩa rằng tức là nghĩ ngợi hoặc như là suy tưởng hoặc như là tưởng tượng đó. Tưởng rằng đó là ta, cái phần vật chất này, nó cho rằng đây là móng tay của ta, đây là thịt của ta, đây là gân của ta, đây là xương của ta, vân vân. Từ etn quá do vậy. Với cái điều ấy nè, tức là với cái sự suy nghĩ đó thì như thế nào? Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là etasmin athe tức là trong ý nghĩa đó, trong ý nghĩa ấy. Còn sip d chỉ còn cách luôn hả? Đã được hình thành hả? Đã được hình thành. Kasma etan vút tam tí. Tại sao cái điều ấy lại được nói như vậy? Tại sao cái điều này lại được nói. Tại sao điều này lại được nói? Theo nghĩa đã được hình thành bằng cái câu nói, tức là vị ấy suy tưởng hoặc như là tưởng tượng về đất. Tại sao lại nói như vậy? Tức là cái câu này ở đâu ra? Tức là Bát Tháo Quý Tô nè, Bát Tháo Quyên nè, Bát Tháo Quyên mê man nhá tí nè. Vì đó suy nghĩ rằng đó là những phần mà vật chất trong cơ thể của mình đó, phần vật chất mà phần thô cứng thuộc về đất đó, như vậy nó là tôi mê tí này. Thì ở đây tức là cái gì? Áo quý cha cái tam mê quá. Xin lỗi. Avijja ritang etang avijja vita metang boranehi, chúng ta sẽ tức là ná là cộng vijja ritang cộng etang. Cái điều này đó, vijja ritang mà chúng ta dùng theo nghĩa là quá khứ tương tự, mang nghĩa rằng tức là cái gì? Nghĩ về. Xem xét. Quá khứ tương tự nha, được nghĩ về, được xem xét. Mang nghĩa là tức là không có được nghĩ bởi ai? Bora Boranehi, tức là bởi các vị trưởng lão xưa nha, các vị trưởng lão xưa. Borana có nghĩa là gì? Là cổ xưa. Các vị cổ xưa đó, các vị cổ xưa đó. Như vậy tức là cái điều này đó, cái câu đó đó là không có phải là do các vị mà cổ xưa nghĩ đến, mà cái gì ai dân văn atano mati, mà đây á là cái gì? Là mati atano, đây là ý nghĩa của tôi, đây là cái sự suy nghĩ của tôi, tức là tôn giả Buddha Thuyết đang chú thích cái phần này. Ngày trình bày cái khía này rồi bắt đầu desana vilasato wa adinawa dasato wa. Ở đây tức là desana, desana chúng ta dùng cái nghĩa tức là giáo lý đó, tức là lời dạy của Đức Phật cũng được gọi là desana. Vilasato từ ha, chúng ta vilasa, vilasa có nghĩa là cái gì? Cái sự lôi cuốn, cái sự hấp dẫn. Từ cái gì? Từ cái sự mà gọi là cuốn hút từ cái lời dạy của ngài, hoặc như là từ cái việc mà adi nó quá dasanato, tức là từ cái việc mà trình bày, hoặc như là cho thấy cái gì? Chúng ta còn có dùng cái nghĩa tức là cái gì? Sự xuất hiện nữa, hoặc như cái quan điểm nữa đó. Quan điểm, khái niệm nha, chúng ta cũng vẫn dùng cái từ này, quan điểm, khái niệm. Như vậy hoặc là từ cái gì? Từ cái khái niệm mà gọi là về cái sự mà adi nó quá, từ sự nguy hại của trong cái phần vật chất đó ha. Để rõ cái này thì chúng ta đi kế tiếp luôn cái phần mà Atika đi chung với cái này luôn. Itu kita berwati, kita berwakatan yo. Sultan dikira bagaimana? Tóm được cái bài kinh này, Bát Tháo Quy Hoa Rá này. Ở đây trong cái bài kinh đầu tiên đó, chúng ta sẽ có cái Bát Tháo Quy Hoa Rá và nó đang là giải thích về cái khía cạnh đó là về những con chợ này. Chúng ta sẽ kéo xuống cái này. Đây, đã tính làm đã tí rồi này. Chúng ta có này luôn. Trong cái đoạn đã tính làm đã tí này không? Etasmin athe tức là ở đây. Để vậy thì chúng ta Abhinandati trước nha. Vậy Abhinandati ở đây tức là gì? Abhinandati tí nha, ở đây trong Tika nha. Imina tanha dittha pini vesanang sanghahitata te dasento astadeti para masati chati aha. Được gọi là Abhinandati. Asento tức là khi mà trình bày ha. Tene su te tam năng tene te là vẫn là đối cách nha, khi mà trình bày về những cái dự kiện mà liên quan đến bát quy này nè, mà sangheta đó là tổng hợp hoặc như là kết hợp với cái gì, kết hợp với tâm ha, dikhi api niwesa hả, phải chia theo an năng hả, niwesa nát, mà niwesa nát hả, ta tách ra niwesa nát, tách ra đó là tâm ha là một chữ nè, tiếp thế là một chữ và api niwesa nát là một chữ. Như vậy tham ái tà kiến abhiniwesa nó mang nghĩa là tức là khuynh hướng hả, ngoại như là cái sự ái luyến, khuynh hướng ái luyến, khuynh hướng thiên về ái và kiến hả. Nhân từ nam tính nha. Abhiniwesa từ nam tính, từ nam tính. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng đó là gì? Để trình bày những cái dự kiện ấy mà liên hệ đối với cái gì? Đối với những khuynh hướng hợp với tà kiến và cũng như là tham ái. Ý mina tức là với cái chữ này. Apinandatiti đó, với cái chữ mà hoan hỷ tức là vui thích đó, mang nghĩa rằng cái là gì, để nêu rõ những cái khía cạnh mà liên hệ đến cái tham và kiến nè, các ái và tham kiến. Cho nên mới nói rằng asadeti para masati, nêu thêm hai cái động từ mà trên Atapitha nữa để nêu rõ, bật ra cái chữ mà gọi là apinandati nè. Mà asadeti hồi nãy chúng ta đề cập rồi, asadeti có nghĩa là gì? Tức là hưởng thụ đó. Mà para masati tức là bị dính chặt vào. Dẫu rằng ở trong cái phần Atapitha chỉ đề cập đến gọi là tanha, dùng cái từ gì? Dùng cái từ mà gọi là tanha đi hí đó nè, thấy không? Đây nè, tanha đi hí này. Abhinanadi tanha đi hí là bởi cái gì? Bởi tham ái, bởi các ái nè, bởi các ái vân vân. Ở đây chúng ta chia theo đó là adi nè, vân vân nè, bởi các ái và tà kiến nè, trong Atapitha thêm cái tà kiến, hẳn nhiên rồi. Tham ái không bao giờ mình đi riêng cả, phải luôn luôn đi cùng với lại sự vô minh, phải thấy sai trong lòng. Rồi ở đây cái tiếp nữa tức là điệp thi quý bên chúng ta chitap bada wasena cetasa dvayasa asankarato bhavati veditappa ekachitap bade Badebi wa adibati dhamma nang vidya Baba disankhara wasena tasarasa Balawa bawena bawati. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là phía trước chúng ta có một Veditappa ha, tức là khả năng phân từ. Nên được hiểu, mà ở đây cái gì sẽ chia cùng các cái này qua đi cấp 3 đây. Phía trước chúng ta là đích thí quý bên chúng ta nè, tức là sự không hợp với tà kiến nè, phải như là ly tà đó. Đích thí quý bên chúng ta. Rồi chiếc tức ba đá quá xe đó, tức là chiếc tác của cấp ba đá là bằng cái gì? Vì cái sự mà khởi sanh của tâm mà không có tà kiến. Rồi chúng ta có là chia tác sát, là nhóm chia tác hả, đối với tâm ý đó, đối giác sát đối với hai loại tâm asankarato, cho nên tác ra là nát và asankarato. Như vậy cái câu này nó vẫn nói lên phía trên nha, tức là để trình bày. Bhavata tí chúng ta dùng theo nghĩa là cái gì? Danh từ nữ tính nha, mang nghĩa là tức là sự kiện, cái sự xảy ra. Cho nên ở đây quay đi tập 3 cái gì cũng cách ở đây. Tức là dữ kiện này cần phải được hiểu rằng từ cái gì? Sankara. Sankara thì chúng ta dùng theo nghĩa là nếu mà Sankara chúng ta dùng theo tính từ có nghĩa là hạnh phúc, phúc lạc. Sankara, sankara, còn sankara gọi là rác, và asankara để chờ xíu hả? Rồi, như vậy ở đây chúng ta dùng theo nghĩa tức là cái sankara nó còn có nghĩa là quá, chúng ta dùng theo nghĩa là quá khứ vân đời, nó còn có nghĩa là trộn lẫn với nhau. Asankara dựa theo một từ điển Tipitaka Pali Mimar, người ta dùng tiếng Việt tức là không có trộn lẫn, không có lẫn lộn. Như vậy cái sự việc này đó cần phải được hiểu từ khía cạnh tức là không có lẫn lộn đối với hai các loại tâm ý, mà đối với hai các loại tâm mà ly tà cũng như là hợp tà, tức là tâm mà khởi sanh lên có tà kiến và không có tà kiến kèm theo. Rồi Ekachittapade biết qua Adivati Dhammana Viya Uppa. Từ đây chúng ta sẽ thấy rằng động từ sẽ được hiểu ngầm trong đây. Ekachittapade biết nè, tức là Eka là một nè, Chitta là hai nè, Uppa de đó. Tức là trong cái việc mà khởi sanh một tâm, tức là khi mà một tâm khởi sanh lên, hoặc là Adipati Dhammana, hoặc đối với các pháp mà gọi là chủ đạo nè, các pháp làm trọng yếu đó, các pháp chủ đạo rất là trọng yếu đó, thế là Bubba Bisankhara Wase đó, ta tách ra là Bubba còn như Abisankhara, Bubba là trước nè, Abisankhara chúng ta dùng theo nghĩa là trước đó. Abisankhara chúng ta còn có nghĩa là làm, gọi như tạo tác, gọi như là sự làm. Abisankhara gọi như là sự tích lũy, sự gom tụ trước đó. Thì đây chúng ta sẽ thấy là cái gì? Cái chia cùng cách như là Abisankhara Vasena về cái sự tích lũy trước đó. Và Tassatassa Palakwa Bhavena Pavati. Rồi Ở đây động từ sẽ được hiểu ngầm nha, chủ từ sẽ là Bhavati nè. Và cái điều kiện đó đó, nhờ vào cái gì? Đó, nhờ vào các bản lực. Palawa tức là mạnh nha. Palawa tức là cái trạng thái gọi là trọng yếu, là mạnh. Tassa của chính cái tâm đó. Bởi cái gì? Bởi nghiệp đã được tác tạo từ trước đó. Trong một sát na tâm khởi sanh hoặc là trong pháp làm trưởng. Cho nên khi mà gộp lại trên câu trên đó, mang nghĩa rằng cái gì? Cái việc mà gọi là vị đó hoan hỷ ở trong Pathawi đó, trong đất đó. Cái sự kiện này đó thì cần phải được hiểu rằng tức là gì, nó không có trộn lẫn, tức là hai tâm cùng một lượt khởi sanh mà nó chỉ là từng tâm một thôi. Ví dụ như khi mà gọi là lúc đó, mà vị đó hiểu sai rằng đó, Pathawi này đó là tôi, là ta, thì lúc đó là cái khía cạnh là niết thí sẽ nổi trội đó, đúng không? Cái phần phía trên chúng ta là imina tamha dithi apinivesanam đó, tức là sẽ trộn lẫn giữa là tham ái và tà kiến. Nhưng mà khi nào vị đó hiểu sai, nhận định rằng đó Pathawi này là tôi, là của tôi, và cho rằng Pathawi là một thực thể hành hữu như vậy, thì đó là một quan kiến sai lạc. Còn khi nào mà gọi là bị dính mắc vào trong cái khái niệm đó, dính mắc vào trong cái sự mà gọi là hưởng thụ cái kết quả đó, do nghiệp thiện do nghiệp bất thiện, nó cho ra cái kết quả là có được cái hình thành lên về cái sắc gọi là sắc do nghiệp thụ, tức là do nghiệp mà tạo thành đó, thì lúc đó là tamha sẽ có mặt. Như ở đây cho nên nó gọi là eka chitta padesu, tức là trong từng một sát na tâm như vậy, mà trong khi mà khía cạnh tức là cái nào làm trưởng, điếp thí hoặc như là tamha làm trưởng, thì lúc đó đó thì vì đó sẽ là được gọi là apinanda tiếng, tức là vui trong đó. Cho nên nó được gọi là Palawa, nó có cái sự kiện này nhờ vào cái gì, nhờ vào cái đặc tánh là làm trưởng cực mạnh của cái đất này. Rồi ở đây tức là etasmin athe, etasmin athe là ở đâu? Tức là trong cái câu kế tiếp đó hả? Pathawi ở đây nè. Pathawi manyati nè. Etende với etasmin athe siddhe kasma etang vutantite vutantite. Chia ở đây vút tăng tí, vút tăng tí tức là vút tăng cộng ý tí nha, vút tăng cộng ý tí, mà vút tăng sẽ chia là e tăng là điều này đã được nói, cách mà là tại sao điều này đã được nói như vậy ở trong cái gì ấp thêm trong cái nghĩa ấy, mà xích đen là đã được trong cái nghĩa và đã có được, là xích đá tức là quá khứ tương tự, nghĩa là đã thành tựu, đã có được bởi cái gì, bởi cái câu là e t đá. Bác thao viên mình nhắc tiếp bởi cái câu tức là vị ấy tưởng tượng về nó, thì cái áp thê, cái etasmin áp thê này, con etasmin áp thê này ở đây, etasmin áp thê ở đây tức là tăng hai đích kí wasen á abinan đa nắp thê nè, tức là chúng ta tách ra tức là abinan đá mà đa ná nha, đây là danh từ của động từ abinan đá tí phía trên này. Đấy, áp thê tức là trong cái nghĩa vui thích, trong cái nghĩa hoan hỷ, trong nghĩa dính mắt vui thích nè. Bởi cái gì? Vì ở đây quá xê đó tức là vì các bản lực của tham ái và tà kiến. Còn cái chuyện với e tăng kế tiếp á, etasmin athe nè, etasmin athe, rồi còn e tăng này. Tại sao lại nói cái điều này lại được nói là chuyện e tăng này? E tăng ở đây mình nghĩ rằng là cái gì? Ở đây rồi. Etang ở đây tức là Bata Win Abinandati Etang Badang. Etang ở đây được gọi là Etang tức là Etang Badang, tức là cái câu mà gọi là Bata Win Abinandati, tức là cái câu mà gọi là vị ấy vui thích trong, tức là vị ấy vui thích với đất nè, hoan hỷ về đất, vui thích hoan hỷ về đất, với lại do bị ảnh hưởng, do bị chi phối bởi tham ái và tà kiến trong đây, tham ái và tà kiến. Thì chúng ta quay ngược lại đây, tại sao cái câu mà gọi là vị ấy vui thích trong đất lại được nói ở đây? Trong cái ý nghĩa tức là liên hệ đến gọi gì? Liên hệ đến gọi là tham ái và tà kiến. Thì trong kế tiếp là người ta mới nhận chứng, tức là tôn giáo của Đức Phật giáo mới nói rằng đó là gì? Đây không phải là quan điểm của các vị mà Purana, mà đây đó là cái gì? Đây là cái ý của ngài. Đây là ý của ngài. Vì cái gì? Từ cái gì? Từ cái desana quý bằng la sát, từ cái sở mờ là cuốn hút, từ cái sự mà cảm mến cái giáo lý, tức là cái sự mà gọi là nhau thấm nhuần đó là cuốn hút về giáo lý thấm nhuần. Hơn nữa tức là từ cái gì, từ cái việc mà trình bày cái sự mà nguy hại, từ cái việc mà quan điểm mà sai là vui thích trong Patawi nè, tức là vì từ hai cái lý do này cho nên là đã trình bày được cái cảnh này nha. Rồi chúng ta sẽ coi thêm ở đây. Desana vipallaso này đã. Desana vila sẽ là desana vilaso ha. Desana vilaso ở đây. Từ hai cái dự kiện này nè, từ hai cái lý do là desana vilasa là vilasato, tức là tô là chúng ta thấy là hậu tố. Biến cách là từ cách thứ mấy? Cách thứ 5 đúng không? Cách thứ 5 tức là từ cái gì? Từ cái sự mà cuốn hút trong giáo pháp, tức là cái sự mà thấm nhuần trong giáo pháp, hoặc như là cái việc mà trình bày, hoặc như là từ cái sự mà trình bày là cái sự nguy hại trong cái việc mà có quan điểm sai lạc ở đây. Chúng ta đi từ cái điều cuốn hút trong giáo pháp trước hả? Thì đây được gọi là ye sang vinaya nang ye hi bakara visese hi dhamma nang vipavane kate visesa digamo hoti te sante hi bakara visese hi dhamma vipavanang. Ta đi cái này trước đi. Rồi ở đây chúng ta sẽ thấy rằng động từ sự vô tí là này, visesa adigamo hả? Để chủ từ đây adigamo, visesa khác biệt hả? Adigama tức là sự đạt được. Visesa thì chúng ta còn dùng cái nghĩa là sự phân biệt. Sự tuyên hảo. Tuyên hảo là xuất sắc. Sự khác biệt. Trong trường hợp này tức là có cái việc, có cái sự khác biệt, có cái sự mà gọi là phân loại nè, có cái sự phân loại ở trong cái gì? Vipavanekate, Vipavaná tức là cái gì? Vipavaná trong trường hợp này thì nghĩa là sự giải thích hả? Mà kata quá khứ phân từ mang nghĩa là trong khi mà giải thích đối với cái gì? Trong khi giải thích chúng ta chưa biết cách hả? Khi mà giải thích về các pháp bakara visesehi visesehi tức là với những cách thức khác nhau là có đó. Khi mà giải thích đối với các pháp về những khía cạnh khác nhau nào vinayanang, ở đây vinayanang tức là từ vinaya tí nha, mang nghĩa là tức là loại bỏ, tẩy trừ. Mà giờ đây chúng ta là ye sang vinaya năng dhamma năng là đối với những pháp cần được tẩy trừ nào. Như vậy là khi trình bày về những pháp đã được loại trừ, những pháp mà nên loại trừ, đối với những pháp mà nên loại trừ vinaya năng. Vinaya thì chúng ta dùng theo nghĩa là sau khi tẩy trừ, tức là khi trình bày, tức là khi giải thích về các pháp mà đã được loại trừ bởi những khía cạnh đa dạng, bởi những cách thức đa dạng nào. Rồi visesa digamo, cho nên mới có được cái sự mà phân loại nhị biệt đó. Te sang te hi baka rap visese hi dhamma vipavanang. Ở đây tức là mới có cái sự mà gọi là giải thích về pháp bằng những cách thức khác biệt ấy. Rồi như vậy chúng ta từ cái vế phía sau cũng được luôn. Rồi cái sự giải thích về pháp với những phương cách đa dạng nào, với những phương cách đa dạng đối với những pháp nào thì vị đó Vichesa Digamo thì vì nó đạt được cái sự phân loại, cái sự mà gọi là sự giải thích về đối với cái pháp đó. Ở đây chúng ta thấy như cái cận không? Ye sang ở đây sẽ là te sang, mà ở đây là ye hí sẽ là te hí, đúng không? Thì chúng ta dịch cái đơn phía dưới lên trên kìa. Nghĩa là tức là cái gì? Tức là sự giải thích về pháp bằng những cách thức, sự giải thích về pháp với những cách thức, với những cách thức đối với các pháp mà đã được tẩy trừ, thì vì nó đã có được cái sự phân loại đó. Rồi kế tiếp là đó là chúng ta đang đây là cặp Desana Vilaso nhỉ, rồi Yesambana Yena Ekenewa, chúng ta đọc hết thì chúng ta mới nói này. Bakarena Dhammavipawane Kate Visesadikamoho Titesam Tesam Titan Wattoa Dhamma Dhammisarataya Tadanya Nira Vasesabbakaravipawanancha Desana Vilaso. Rồi sau khi nói cái điều ấy là tự quát qua là tăng tê sanh. Đối với pháp đó thì sau khi nói như vậy, đối với pháp đó thì chúng ta sẽ là lật ở phía trên tới được ye sanh paná rồi. Ta nghĩa là khi mà giải thích đối với các pháp bằng những yếu tố nào, ekena taka rena, và những cái pháp nào, đối với những cái pháp nào, đối với những pháp nào mà sự giải bày về pháp bằng những cách thức, bằng cách thức đa dạng nào, thì vì nó có được như vậy. Rồi cho nên nó được gọi là, và sau khi bị trình bày như vậy rồi bắt đầu là Dhammisarata, tức là Dhamma của Isarata, tức là sự lão luyện, sự thuần thục ở trong pháp. Rồi ta đành nhá Nirawa Sisa, chúng ta tách ra đây, tức là tăng còn anh nhé. Tắt ra thì chúng ta sẽ tắt là khi nó tắt từ phía dưới lên đó, tức là cái gì? Vipawana chá là một chữ nè, vipawana là sự giải thích nè, rồi pakara là cái cách thức nè, sesa là còn lại, những cách thức còn lại đó, sự giải thích về những cách thức còn lại. Rồi phía trước chúng ta sẽ là tăng nè, còn anh nhá nirawa, nhưng mà anh nhá nirawa chúng ta tách ra như thế nào đây? Nhá nirawa Rau quá không có, nên chúng ta cắt ăn nhá, và nếu không có từ đó đi ra quá thì nó chỉ biết ra quá được, mà như kiểu ra quá thì nó không hợp nghĩa trong trường hợp này. Nó chỉ tức là im lặng. Để không có từ đó. Nếu quá ra xê sát thì tức là không còn sót lại ha, ta hoàn thiện. Rồi như vậy chúng ta tách ra là tăng nè, còn anh nhá nirawasesa nè, rồi còn những cái gì nữa, còn như là bakara và vipara nè. Rồi như vậy tức là cái gì? Được gọi là Desana Vilaso, tức là sự thu hút trong pháp, mang nghĩa ra tức là cái sự giải thích về cách thức toàn vẹn. Toàn vẹn ấy. Dhamma Nisarata, bởi cái sự lão thông về pháp. Rồi, nói lại cái câu trên luôn là cái gì? Tức là đề cập đến Desana Vilaso ở đây đó. Tức là khi mà trình bày, khi giải thích đối với những pháp bằng nhiều cách thức. Khi trình bày đối với những pháp mà cần phải được loại trừ bằng nhiều cách thức như vậy, vị ấy đã đạt được cái sự mà là lão luyện trên đó, đạt được cái sự mà là đa dạng trên đó, đạt được sự đa dạng trên đó. Và khi mà trình bày như vậy và khi mà nói lên như vậy, tức là vị đó đã giải thích tường tận hoàn, đã giải thích tường tận. Tại đây Niwarana Sisa chúng ta dùng là hoàn toàn, chúng ta dùng là tường tận cách thức, đã giải thích một cách tường tận về ý nghĩa đó nhờ vào cái sự mà lão thông trong pháp, cho nên mới được gọi là Desana Vilasa. Tức là dựa vào cái câu này, tức là cái gì? Tức là trong cái phần này, tức là ngài trả lời đây là cái ý của tôn giả Buddha Vô Xá, nhưng mà nhờ vào cái gì? Nhờ vào cái sự việc mà gọi là thông thảo trong pháp, là có sự cuốn hút trong pháp như vậy, cho nên mới được gọi là Desana Vilasa, Desana Vilasato. Là lý do mà ngài trình bày đó là bước đi mình như sao usan de supati dasi và idali abinana trisanto dhamma ayuta. Rồi cho nên chúng ta mới có dhamma đạo tu gia học, dhamma đạo tu gia là chưa chúng ta mới quay ngược lại. Như vậy là cái gì? Cái việc mà gọi là desana vilaso, tức là sự cuốn hút trong pháp, hoặc là cái gì? Từ cái gì? Từ cái sự thấy được cái muốn trình bày ra cái sự nguy hại của cái quan điểm sai lạc cho rằng đó là bát quy này là tôi hả, cho nên ngài mới trình bày ra cái khía cạnh, tức là vị ấy hoan hỷ giải thích thêm á, cái việc mà vị đã hoan hỷ ở trong bát quy này. Đấy. Rồi chúng ta mới tới đoạn này của Atthakatha nha, chúng ta xong cái đoạn phía trên, chúng ta quay trở lại Atthakatha. Yasahi dhammadatuya sapati vidatta nananaya vichitra desana vilasa sampano ayamsa bhagavata sapati vida. Thật vậy, sampano tức là cái sự thành tựu, sự làm viên tròn, sự đầy đủ. Tức là cái gì? Động từ chúng ta cái đầu là chúng ta sẽ được hiểu ngầm nha. Từ chúng ta sẽ hiểu ngầm. Sampana nó còn có nghĩa tức là có đó, đầy đủ hoặc có. Thật vậy, về ấy có cái gì? Có cái sự hoan hỷ trong pháp, và có cái sự cuốn hút trong pháp đó. Chúng ta tách ra nè, nananaya vichitra, tức là nananaya là nana là một, nana là đa dạng. Với nhiều cái phương cách đa dạng. Vichitra thì ở đây chúng ta dùng nghĩa là chúng ta dùng theo nghĩa tức là quá khứ phân từ nha, nghĩa là được suy xét, được thẩm xét. Như vậy tức là cái gì? Vị ấy là người có được sampano nha, vị ấy là người có được cái gì? Cái sự cuốn hút trong pháp, tức là có sự lão thông trong pháp, sau lão thông có được nhờ sự suy xét bằng nhiều cách thức khác nhau. Supati vidatta với cái đặc tánh tức là số cộng pati vidatta là quá khứ phân từ, mà cộng với ta tạo thành một danh từ ha, nhờ vào cái gì? Bhakti Vidya ở đây tức là chúng ta được gọi là thấu triệt nha, nhờ vào các bản chất mà khéo thấu triệt. Dhamma Dhatuya với các yếu tố của pháp, ở đây chúng ta sẽ yassa như vậy là đối với những yếu tố, tức là đối với những khía cạnh của pháp nào, tức là lời pháp ở đây không phải là lời dạy của Đức Phật không thôi, nhận bao gồm tất cả những yếu tố gọi là hiện tượng và vật chất và tâm lý luôn đấy hả? Những khía cạnh của pháp thực tính nào thì ngài đều có được cái sự mà thông thạo trong đó, bằng nhiều cái cách thức, nhờ vào cái gì? Nhờ vào cái sự thấu triệt, nhờ vào cái đặc tính khéo thấu triệt trong những cái pháp đó. Cho nên là xa này, xa trong quá ta sapativida ai dần. Xa ở đây, xa đây chia theo ngữ tính, như vậy là sapativida nha. Như vậy cái sự khéo thấu triệt ấy, Bhagavata tức là từ Đức Phật nè, từ Đức Thế Tôn đó, Bhagavata này. Với Thế Tôn, chúng ta từ Thế Tôn Văn Tú này nè. Bhagavata là chúng ta dùng cái cách thứ 5 cũng được nha, thứ 5 thứ 3 là được nha. Bhagavata đó giống như chia theo các bạn khi mà cuốn đá qua vậy đó, Bhagavata cuốn đá qua đó. Rồi như vậy chúng ta sẽ thấy quay lại đây tức là cái gì? Ayam tức là vị đó nè, vị đó có được nè, vị đó Supativida, vị đó có được cái sự khéo thấu triệt từ Đức Thế Tôn, mang nghĩa là tức là vị đó học hỏi từ Đức Thế Tôn nè. Trong cái đó chúng ta có học về đó là dựa vào trong Maha Vong Sát, trong những cái phần kể mà trong Mahadivya của Visuddhamagga đó, thì chúng ta có để những phần kể đó là sau khi mà vị đó xuất gia, vị đó học thông thạo và tam tạng kinh điển, thì chính do cái việc mà học thông thạo tam tạng kinh điển trước khi mà vị đó đi qua bên Sri Lanka, chứ không phải là ngày qua bên đó rồi bắt đầu ngày mới học, cho nên ngày có sự não thông trong đó, trong khi mình trình bày về chuyển ngữ này trong tiếng mà Magadhi đó, thì lúc đó là ngài có sự mà trình bày rõ cái khía cạnh này. Thêm cái chuyện mà gọi là giải thích thêm trong cái phần chú giải nói về cái việc gọi là vị ấy hoan hỷ ở trong mà có quy này nè, là nhờ vào khía cạnh tức là vị đó thấu triệt, hiểu rõ pháp. Rồi cái tiếp ở đây tức là cái gì? Tasma búp bê manya na vasena kisale supati dase toa idani abinan dana vasena dasento desana vilasato wa idang aha. Do vậy hả? Do vậy như thế nào? Ý đằng A đã nói cái điều này, mà trước đó chúng ta có là Dasya Toa, có biết một cái từ đó là sau khi mình trình bày gì? Sau khi trình bày về cái sự khởi sanh của phiền não, Ilesa cũng như Uppati nè, sự có mặt của phiền não. Sự có mặt của phiền não nhờ manyana wasena, tức là manyana nha, còn với wasena nha, wasena tức là dùng theo vì hoặc là bởi. Còn manyana từ manyati nha, manyati là suy tưởng, tưởng tượng hoặc là nghĩ về. Cho manyana thì danh từ mang nghĩa là tức là cái gì? Tưởng tượng hoặc như là khái niệm, tức là trước đó đó. Tức là sau khi trình bày cái khía cạnh là phiền não khởi sanh dựa vào cái tư tưởng trước đó cho rằng đó là Bhattawi là tôi. Do vậy, Tasma là do vậy, sau khi trình bày như vậy rồi bắt đầu Ida đi và bây giờ đó như thế nào? Apinanana Vasena, vì cái gì? Vì cái sự mà vui thích trong đó. Rồi bây giờ đó khi mà đang trình bày đến cái khía cạnh tức là hoan hỷ vui thích trong cái gì? Trong cái sự mà cái quan điểm sai lạc đó đó. Cho nên ngài mới là mày mới nói là cái ý đăng này. Đề sanh nào như là sao tôi từ cái gì? Từ cái sự thấu triệt được lời dạy của Đức Phật là tam đại kinh điển đó hả? Cho nên ngài mới trình bày rõ cái khía cạnh này. Chúng ta nếu mà đọc cái này không mà không có qua phần kia đó, nó không có liên hệ hả? Chúng ta đọc cái phần trong mà Lida nó với Suti Bhakta chúng ta sẽ thấy được nó có liên hệ trong phần này. Cái này trình bày ở đây là vì ngài thấu triệt ở đây, ngài hiểu rõ đó. Rồi vô qua bát thánh viên bên nhắn tiếp. Rằng vị nào đó mà có sự tưởng tượng mà trong tưởng tượng là suy tưởng về đất nè, thì Bhattaviya Manya tiếp thì vị đó cũng có sự suy tưởng về Bhattaviya, tức là chúng ta chỉ từ cách thứ 3 cho đến cách thứ 7 rồi là Viya nha, với đất nè, tức là suy nghĩ về đất. Vị nào mà gọi là suy nghĩ đất, suy nghĩ đây là đất, Bhattaviya thật sự là đất nè, cái khái niệm tức là cái khái niệm thường thức như vậy. Đây là tóc, đây là móng, nhưng mà các vị đó không biết rõ là bản chất đây là cái sự cấu thành của các thành tố vật chất, chứ không phải có một cái khối thịt hoặc như một cái khối được gọi là móng tay, rồi bắt đầu là lông, là tóc, là thịt, là gân, Cho nên vô manya tiếp ba quý vị nào mà nhìn theo cái khái niệm như vậy đó thì vị nói như thế nào manya tiếp sẽ cũng là suy nghĩ suy tưởng với cái khái niệm đó ba quý đó. Vậy thôi. Rồi ba quý tôn là từ cái gì, từ cái khái niệm đó, cho nên vị đó cũng là suy nghĩ dựa vào cái khái niệm đó. Rồi bác Thao Quyên mê tiếng manya tiếp rồi vị đó mới cho rằng là đất này chính là tôi, cái bác Thao Quyên này mới là tôi, tóc lòng không sinh ra đấy, vân vân. Rồi vô yasma nasako tiếp là vị đó không thể cái gì bác Thao Quyên nisitan tăng năng qua biết thiên qua bác ha tung tức là khả năng tương tự thôi, mang nghĩa là tẩy trừ, loại bỏ được tham ái và tà kiến nương nhờ vào cái gì bác Thao Quyên này. Nisitan tức là nương nhờ, nhưng chỉ cùng cách với lại cái gì tăng năng biết thiên này, tức là hai cái yếu tố mà phiền não chủ đạo này nè sẽ nương nhờ vào cái bát tháo quy này sẽ khởi xong tasma do vậy đó. Rồi như vậy là jasma tức là do đâu mà vị đó, tức là vị đó không thể loại trừ được tham ái và tà kiến do dựa vào bát tháo quy, cho nên tasma bát tháo quy apinan đã tí, cho nên vị đó mới bám chặt với hoan hỷ vào trong cái đất này, đồng hóa nó là đó là tôi, đó là thân của tôi, đó là tóc lông bóng răng da vân vân. Rồi kế tiếp ở đây tên là Yoja Bhattawi Abhinadati, và người nào đó mà có sự vui thích ở trong Bhattawi này thì đúc khăn so Abhinadati thì người đó cũng có sự vui thích trong khổ, vì rằng cái bản chất của các pháp này đó là do duyên trở tạo chứ không phải trong thực thể nào đó, mà nó có cái sự mà biến ngoại, có cái sự mà gọi là bị tác động bởi ngoại, bởi yếu tố bên ngoài là bên trong, ví dụ như cái vật chất này nó cũng bị tác động bởi những gì do nghiệp cũng có, do vật thực cũng có, do thời tiết cũng có, hoặc như là bên trong tức là do tâm lý, do phiền não nó cũng đã khiến cho là cái vật chất của bát quy này nó bị biến hóa nhanh hơn. Cho nên đó vị nào mà vẫn làm cái gì có sự vui thích trong bát quy thì đồng nghĩa vị đó cũng sẽ vui thích trong cái sự khổ này, đó là cái bản chất đằng sau ở bên trong này. Rồi đúc khanh giá adinavo ti adinawa dasanato idangana, và cái gì, và cái sự nguy hại về khổ này, cho nên đó vị đó mới ý đăng an á, cho nên vị đó mới nói cái điều này nhờ vào cái gì, vì cái sự mà muốn trình bày ra cái sự nguy hại dựa vào cái câu tức là lúc khanh giác adinavo, tức là sự nguy hại của khổ. Chúng ta nhìn lại phía trên này nè, vô cha batawi abhinadati tức là người nào mà hoan hỷ trong batawi thì người đó sẽ cũng là hoan hỷ trong khổ. Rồi hơn nữa tức là cái gì adinavo tí nha, nó được bao lại bên chữ được avo đi nó quá cũng như ý tí, cho nên là vị ấy đã nói cho đến cái việc mà gọi là nói đến cái sự việc mà gọi là vui thích trong bát thao quy này là nhờ vào gì, nhờ vào cái việc mà muốn trình bày ra cái sự nguy hại dựa vào cái câu tức là sự nguy hại ở trong khổ này. Ngài trình bày như vậy là bởi hai yếu tố, một là thông thuộc thông thạo lão thông trong kinh điển, cho nên muốn trình bày rõ cho độc giả sẽ hiểu được. Thứ hai là tức là ngài muốn nêu bật rõ ra cái cảnh tức là sự nguy hại của sự khổ đau này từ cái việc mà hoan hỷ ở trong bát tháo quy này, tóc lòng móng răng da này. Còn sự dính mắt, còn sự bám víu, còn sự thấy xa chấp lòng như vậy thì con sẽ dính mắt vào trong khổ, còn sẽ trôi lăn vậy. Rồi ở đây tức là vút tăng kia tăng pakawata yo pikawe patawida tum apinandati dukkhaṃ so abhinandati yo dukkhaṃ abhinandati aparimuto so dukkhasmati vadamiti. Các vị đọc trên điện thoại thấy rõ không? Thêm bự thêm tí nữa ha. Rồi vút tăng chia tăng là tức là vút tăng giá của e tăng, và cái gì, và cái điều này đã được Đức Thế Tôn nói rằng tức là này cái tỳ kheo vô bát tháp quy đa tung abhinandati, người nào mà vui thích về những đa tú nghĩa là những cái phạm trù cái lĩnh vực, cái yếu tố, cái thành tố, tức là những cái yếu tố mà tạo nên cái bát quy này người nào mà còn vui thích trong bát tháo quy thì đúc khăn số abhinandati thì là người đó vui thích trong khổ. Mà vô đúc khăn abhinandati mà người nào mà vui thích trong khổ thì aparimuto số dukkhasma bi vadami thì ta nói rằng thì người đó như thế nào? Aparimuto tức là quá khứ phân từ động từ parimuchati ná ở đây phân từ phủ định, động từ sẽ được hiểu ngầm. Thì vị đó nó không thoát khỏi dukkhasma, không thoát khỏi sự khổ được. Thì cái nghĩa đó đi. nghĩa tăng năng này. Vô yasma nasakuti không có thể mà phải là đoạn trừ được tha pháp và kiến lương giờ vào bất quy. Sau đó chúng ta quay qua tika lại. Yasu raku parimuto so dukkha mati wadami wadami là ta nói rằng người ấy không nào thoát khỏi khổ được hả Pháp Sư? Đúng rồi. Đây nó này vô dukkha abhinanati, người nào đó mà vui thích trong khổ, wadami ta nói rằng, so aparimuto hoti người đó không thoát khỏi. Parimuchati nha. Causative verb nha, của động từ parimuchati. Parimuchati là một chữ C, có nghĩa là động từ năng động, động từ đúng rồi, bắt đầu ra động từ năng động. Rồi parimuchati tức là hai chữ C đó, tức là mút cộng với giá nha, thành parimuchati thì nó là bị động, như được thoát. Rồi dukkasma đặt lên trước cũng được nha. Nếu mà đúng rồi cái gì là dukkasma so aparimuto hoti thì đặt sao cũng được hết rồi, tại vì trong Bali đó thì biến cách nó đã nêu bật rõ ra cái vị trí rồi, nên đặt phía nào cũng được. Rồi chúng ta có biết rồi. Rồi chúng ta qua bên phần tika nha. Tika rồi, nó nhảy rồi. Đóng bự lên là nó nhảy. Nó quên rồi. Tiếp bước đi. Đây, đúng rồi. Do vậy ha, mới nói rằng đó là bất đề manh Nhana wasena kile supati desetwa idani abhinam. Rồi. Do vậy mình cho nên mới nói rằng tức là gì, sau khi mà nêu rõ ra cái sự khởi sanh phiền não từ cái gì? Từ cái khái niệm hả? Mình nhớ là từ cái khái niệm trước đó, từ khái niệm thấy sai cho rằng bát quy là tôi đó. Thì cho nên bây giờ đó là tôn giả của Đức Cô Sáng này mới trình bày cái cảnh, hoặc như là Đức Phật đó mới trình bày cái cảnh, tức là abhinanati, tức là sự hoan hỷ trong đó. Và làm dịch thêm rồi ở đây được gọi là cái gì, được gọi là Dhamma Dhatuya đó. Phía bên kia đó là cái gì, cái yếu tố của pháp đó, mang nghĩa là samma sambodhiya, samma sambodhi từ sự chánh giác đó, tức là cái yếu tố mà gọi là dẫn đến sự giác ngộ hợp lý. Cái Dhamma Dhatu này chúng ta có bên Apakatha là cái chữ Dhamma Dhatu nó nằm ở đâu? Đây, Dhamma Dhatuya nha. Đó là Yasma hi Dhamma Dhatuya Supati. Supati Vidatta. Mang nghĩa là tức là vị đó có, hoặc như là có thành tựu thì là có được gọi là cái trí mà phân tích, trí mà hiểu rõ ha, tường tận bởi cái gì, bởi cái trạng thái thấu triệt, là khéo thấu triệt ở trong các pháp tánh ha. Các pháp tánh tức là cái gì, trong những yếu tố giác ngộ đó. Rồi kế tiếp ở đây sahi sapanya nhaya dhammang yatha sat Sala yatha sapavato dareti toppa dareti sakalanya vinaya satta sankhata dhamma babandam Abhaya dukkha samsara dukkha pasanato dareti sayanja aviparita pavati akara datuti dhamma datuti ida nibbeta. Thật vậy. Cái xa ở đây có nghĩa là gì? Xa chia theo nữ tính thì phải đồng nghĩa với lại đằng lắp với các pháp tánh là đồng với cái yếu tố trong bộ. Cái khổ đó là người tí. Chúng ta còn những Atthakatha. Xa ra nè. Ai dần xa nè, bắt con qua nè. Như vậy là xa Supati Vida nha, tức là sự khéo thấu triệt. Vị đó có được sự khéo thấu triệt bởi ai? Bởi nhờ vào Đức Phật. Xa ra xa Supati Vida, quá khứ phân từ đó. Supati Vida, quá khứ phân từ. Mà Supati Vidatta tức là sự khéo thấu triệt. Và Supati Vida tức là tính từ bộ nghĩa chữ xa này. Mà được sử dụng như một danh từ luôn. Supati Vidya tức là suốt còn Supati Vidya hả? Tự nhiên cha tí đó. Thật vậy cái sự khéo thấu triệt ấy đó. Đà rè tí hả? Đà rè tí ở đây thì chúng ta dùng theo nghĩa tức là cái gì? Nắm giữ có nghĩa là hiểu, nhưng mà dareti nó còn có hiểu, bởi vì sao? Phía sau đó là upadareti. Upadareti có nghĩa là suy xét, tức là trí đó đó là thấu hiểu, là rõ biết. Yatha sapavato, từ cái trạng thái như thật. Mà thấu hiểu cái gì, cái đối cách của nó là cái gì? Cái Dhamma sapanyaya, tức là các pháp mà nhaya ở đây, tới đây chúng ta dùng cái nghĩa là gì? Chúng ta dùng cái nghĩa tính từ hả? Khả năng trong từ đó mang nghĩa là khả năng có từ mà được sử dụng tính từ đó nhây giá, tức là từ cha tí là căn nha đó hả? Tức là các pháp mà cần phải, tất cả các pháp mà cần phải hiểu rõ, cần phải thấu triệt. Cái phận sự cũng cái Supati Vidya ở đây có nghĩa là cái gì? Là hiểu rõ, là suy xét và thấu triệt từ cái đặc tính như thật. Thấu triệt hả? Cái tất cả các pháp mà cần phải được hiểu rõ với cái đặc tính như thật của nó. Ta thấy rõ các bản chất các pháp như thật như vậy. Sakalanya Vinaya Sata Sankhata. Rồi cái tiếng nữa là gì? Dareti, tức là nó cũng hiểu rõ cái gì? Hiểu rõ ở đây Sakalanya là toàn bộ nha. Vinaya Sata Sankhata Dhamma Babandang. Babandang ở chúng ta phát ra Babandang có nghĩa là gì? Tức là sự Babandang, sự tiếp nối, tức là sự khởi sanh và hoại diệt liên tục nè, đâm mát của các pháp sankhara, các pháp hữu vi đó nè. Mà sắp tá nguyên này á, nguyên này từ lượng nguyên tí cần phải được loại trừ đó. Đối với những cái pháp hữu vi mà cần phải được loại trừ. Còn sáu tá thì là bổ nghĩa cho các loại chúng sanh nè. Rồi bắt đầu Appaya, cái sau tên Appaya Dukkha Sansara Dukkha Patanato, chúng ta tách từng ra. Appaya tức là khổ, khổ thú nha. Dukkha Appaya tức là nhiệt ná cộng với a giá đó nè. Sao lại Abá cộng với giá tức là ít cái sự mà an vui, ta nghĩa là tức là khổ cảnh, đúc khác là sự khổ đau, Sansara là vòng luân hồi. Chúng ta tách ra tức là Abá giá đúc khác, Sansara đúc khác là sự khổ đau trong khổ cảnh và sự khổ đau trong vòng luân hồi. Patanato tức là từ cái từ patati ha, tức là rơi vào, tức là cái sự mà vẫn là bị rơi vào cái sự khổ đau trong khổ cảnh cũng như khổ đau trong vòng luân hồi. Như vậy tức là cái gì? Vẫn là dùng cái chủ từ sẽ là sai cho nó hả? Tức là cái trí cái sự thấu triệt đó, đó sẽ hiểu rõ được cái gì? Tất cả các pháp hữu vi mà cần phải được loại trừ, tức là những cái pháp mà khía cạnh, tức là những cái phiền não là phiền não luân hả? Khiến mà cho nó tạo ra gọi là mới tạo ra nghiệp luân đó hả? Từ cái gì? Từ cái việc mà gọi là từ cái sự mà gọi là bị đọa vào hoặc gì, bị rơi vào trong khổ thú, hoặc như là rơi vào trong cái khổ của vòng tử sắc luân hồi. Tức là cái trí nó hiểu rõ được như vậy hả? Tất cả các pháp như vậy. Rồi kế tiếp nữa tức là cái gì? Sajanya aviparita bhavati akara datuti dhamma datuti ida adibeta. Đấy, cho nên chúng ta sẽ nói là đa tú còn ý tí nha, dhamma đa tú còn ý tí. Như vậy được gọi là đa tú, như vậy được gọi là pháp tánh đa tú, như vậy được gọi là yếu tố hay là tánh, hay được gọi là pháp tánh. Ý đá adibeta tức là ở đây. Ở đây thì cái xa đó, nó đồng nghĩa với cái gì? Adibeta nó đồng nghĩa với lại đa tú, nó đồng nghĩa với dhamma đa tú. Phía trước chúng ta có là gì? Aviparita. Aviparita chúng ta tách ra tức là nát của viparita nha. Viparita tức là khứ từ nó nghĩa là bị thay đổi thôi. Và quán tí tức là cái dự kiện, cái sự việc. Akara có rất là tính, nghĩa tức là cái bản chất không có bị thay đổi của chính nó hả? Sẽ dành và cái bản chất không bị thay đổi tức là bản chất như thật, và cái bản chất như thật của chính nó thì nó đồng nghĩa ở đây, nó đồng nghĩa với gì? Đồng nghĩa với đa tú, đồng nghĩa với dhamma đa tú. Ở đây akara đây là chủ từ đấy nhỉ. Ở đây chia cùng cách với lại những adibeta là tính quá khứ, phương từ suy nghĩ, tính từ, động từ sẽ được hiểu cầm trong đây. Akara tức là trạng thái, cái bản chất mà không có bị thay đổi, tức là khía cạnh tức là vô thường của vô ngã đó, nó rõ như thật như vậy chứ không có thể thấy sai, thì nó được gọi là đa tú và dhamma đa tú. Rồi kế tiếp nữa là cái gì? Nó có kế tiếp nữa sabbanyutanyana parathananhi magganyanang magganyanana parathanancha sabbanyutanyana samasambodhiti. Sabbanyutanyana tức là anh chị nhất thiết trí nha. Sabba tức là sắp bá nè, cộng với là cái gì? Nhu hả? Nhu ở đây từ là căn gì? Căn nha đó hả? Chana tí đó. Tức là biết tất cả. Tức là cộng thêm chữ tá nữa, sắp bằng nhu ta tạo thành là danh từ. Tức là cái gì? Cái trạng thái rõ biết tất cả. Rồi chúng ta kèm thêm là nha ná, chúng ta kèm thêm chữ nhá được đặt vô hả? Được gấp đôi lên. Nhà đó là trí, nhất thiết trí, tức là trí biết rõ một vạn vật, nhất thiết, nhất là tất cả ha. Nhất thiết tức là biết tất cả, biết tất cả. Nhất thiết trí là biết tất cả. Bất tha năng, tức là cái gì? Thật vậy ha. Y cứ hỏi như cái mắt gá nha năng là cái gì? Cái trí đạo có được là nhờ vào bất tha năng, tức là cái nhân gần, nhân trợ cho nó. Ở đây cũng chia cùng cách luôn. Trí đạo là nhân trợ cho nhất thiết trí. Rồi kế tiếp phía dưới đây tức là Magganyanam Parathanancha Sabbanyutanyana, và cũng như là cái sự Sabbanyuta và cũng nhất thiết trí cũng là cái yếu tố trợ cho trí đạo cũng vừa sanh. Đó nghĩa là khi mà ngài thành tựu với cội cây bồ đề như vậy thì khi mà ngài mà đạt được cái trí mà a la hán thì đồng nghĩa lúc đó là sabbanyutanyana cũng khởi sanh. Như vậy hai cái này đồng sanh cùng một lượt. Trí đạo khởi sanh y cứ vào nhất thiết trí, nhất thiết trí khởi sanh y cứ vào trí đạo. Sammasambuddhi cho nên mới được gọi là chánh giác. Ở đây đang giải thích cho cái cụm từ là Dhamma đa tú gia nha, với pháp tánh đó ha. Pháp tánh như vậy, pháp tánh ở đây tức là gì? Biết rõ tất cả vạn vật, biết rõ tất cả các bản chất của các pháp này. Ở đây sắc lanh giá này, hiểu rõ, hiểu rõ. Không, cái chữ xa hồi nãy phía trên đó chúng ta thì là chúng ta đang đề cập mà gọi là Dhamma đa tú gia này ha, cho nên chúng ta phải nên hiểu về chữ xa là pháp tánh đó ha. Chúng ta chữ xa chúng ta hiểu là sự thấu triệt theo cái chữ mà gọi là Sapativida thì các pháp tánh này đa rê tí chúng ta được hiểu tức là được hiểu không đa rê tí là nắm giữ hiểu luôn, và để hiểu như vậy thì không có phải pháp tánh là đối tượng thôi. Không như chữ xa là cái gì? Sapativida là đúng rồi đó, Sapativida là đúng đấy nhỉ. Đồng nghĩa là Samma Sambuddhi tức là sự chánh giác đó. Rồi cái tiếp ở đây, phía dưới tức là Sapati. Đây. Sapatividatta, Sotthupatividabhavato được gọi là cái trạng thái thấu triệt, khéo thấu triệt hả? Tức là Sotthupatividabhavato tức là từ gọi như là từ trạng thái khéo thấu triệt. Ở đây cái vị trí để quay lại thêm là Sapati with là từ các năm đây. Từ cái sự thống trị như vậy chúng ta dùng cái nghĩa Sapati with data này ha, chúng ta dùng cái nghĩa là cách thứ 5 trong trường hợp này. Hí thật vậy, Sampanno thì chủ từ đây này, vị ấy có được Desana Vilasa có được cái sự mà có được cái sự lão thông ha, cái sự mà gọi là cuốn hút, sự thu hút ở trong pháp đó, nghĩa là sự lão thông trong pháp mà suy xét bằng nhiều khía cạnh. Từ cái gì? Từ cái việc mà khéo thấu triệt nơi các pháp tánh nào. Và như thì chúng ta thấy là cái gì? Chúng ta có yassa, yassa như vậy tức là từ sự đối với yassa này là chia từ cách thứ tư thứ sáu đối với các pháp tánh nào, đối với các pháp tánh nào, đối với các pháp tánh nào mà vị đó có được sự thấu triệt bằng nhiều phương cách từ cái sự khéo thấu triệt. Thì cái ai dân đó đó, ai dân tức là vị đó thì điều ấy là sự điều ấy chính là sự khéo thấu triệt từ Đức Phật. Tại vì dựa vào cái gì? Cái tiên ca trong trường hợp này người ta dùng nó là Bhavato mà. Bhavato tức là từ cái trạng thái, từ cái đặc tính, từ cái trạng thái thấu triệt một cách thiện xảo, xuất thú là khéo léo nè, từ. Rồi Samma Adhigatapati nó còn có nghĩa tức là cái việc mà Adhigachati nè, cái trạng thái mà thành tựu có được một cách chánh đáng nè. Thì người ta cứ mang ngược lên cái chữ phía trên. Sapatividatta thứ 5. Rồi, tiếp. Tarik pandang. Api kankhana sambaggaha bara masana nangwasena aramane parikapana vati manyana. Động từ chúng ta được hiểu ngầm trong này. Manyana tức là sự suy tưởng, sự tưởng tượng. Parikapana vati sự tưởng tượng nó có mình hiểu vào. Parikapana chúng ta tách ra parikapana. Parikapana chúng ta dùng theo nghĩa tức là sự suy đoán. Sự suy đoán nó còn có nghĩa tức là sự hỗ trợ ở trong cái gì, ở trong về đối tượng, về cảnh. Abhikankhana và tác giả abhikankhana. Abhikankhana nghĩa là sự mong mỏi. Sambaggaha chúng ta dùng theo nghĩa tức là sự hỗ trợ. Paramasana paramasana luôn nè, tức là sự chấp thủ, sự bám víu, dựa vào. Sự mong mỏi. Mong mỏi đây đồng nghĩa là cái khuynh hướng, sự bám víu vào, sự chấp thủ vào trong khuynh hướng như vậy. Mà ở đây chúng ta chia ra paramasana là đối với những khía cạnh là bám chấp dựa vào khuynh hướng của mình. Như vậy là manyana tức là cái gì? Cái quan điểm, cái khái niệm đó. Nó bao quát tí là nó có mặt. Nó có mặt như thế nào? Nó có mặt từ cái sự mà gọi là ước đoán, dự đoán như vậy về các cảnh, các đối tượng. Tức là có cái sự mà suy tưởng đó hả? Suy tưởng tức là không nhìn, không có đúng cái bản chất thật của nó. Bởi cái gì? Bởi cái khía cạnh tức là chấp thủ hoặc như là bám chấp vào cái khuynh hướng tiềm tàng của mình. Abhikankhana là abhikankhana sambaggaha, dùng nguyên cụm đó là cái khuynh hướng tiềm tàng của mình. Ta nghĩ ra cái manyana là danh từ của từ manyati là vì đó suy tưởng, tức là không có đúng theo cái sự thật như vậy, hoặc như là tưởng tượng. Từ sự tưởng tượng này là có mặt từ cái việc mà gọi là ước đoán. Chứ không phải nhìn bằng trí mà chỉ là ước đoán. Tatha và ở đây đó cho nên mới là abhivivesanam parikapana này, cho nên mới được gọi là parikapana. Parikapana thì trong phần mà atakata chúng ta sẽ dùng ở đâu? Parikapana đâu? Này có không? Kiếm mình máy bây giờ nó nhầm. Parikapana hả? Đi nó qua là parikapana baharo. Kusalakama. Cái này xuống cái này thiện và bất thiện là chúng ta vẫn còn bắt quy phía trên. Ồ không, samadhi thí rồi. Không chánh kiến. Không phải rồi. Như vậy chúng ta phải quay lại cái đoạn các bạn của bài kinh thứ hai, bài kinh đầu chứ không phải bài kinh này. Parikapana là nằm bên này. Sampatipitda. Chút xíu để cho nó quay lại đây nữa. Sampatipitda. Đây này, ta sẽ quy đây này. Rồi. Rồi. Đâu quay lại Tika đi. Đây, phía trên này nè, Parikappanna Bhavati đó. Đó là sự ước đoán đó hả? Sự ước đoán. Kế tiếp phía trên của nó tên là Abhiniwesana. Abhiniwesana. Abhiniwesana trong trường hợp chúng ta dùng cái nghĩa tức là cái gì? Khuynh hướng hoặc như sự ái luyến. Như vậy cái khuynh hướng hoặc ái luyến ở đây đồng nghĩa với cái gì? Đồng nghĩa với là sự ước đoán. Cho nên mới gọi là má mát, á hành, là của tôi, là tôi. Bát tha quy này là cái gì? Bát tha quy này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Rồi kế tiếp ở đây tức là yena achu sanango ti aya apinadati ti aya me te sangviseso. Ở đây achu sana tức là cái sự ái luyến hả? Với ai mà có cái sự ái luyến thì aya apinadati thì đồng nghĩa là có cái sự mở hoan hỷ, có cái sự vui thích trên đấy. Thì aya te sangviseso thì đây á, là điểm mà khác biệt này, của những cái cảnh đấy. Rồi cái tiếp đó là sutta, tức là như đây con phải cần không? Sutta đi avirudda yena atanomati ichati itarata sutena tasasagaha dasetum với tần chiều quá. Dasan nào là cái đoạn này khỏi, đoạn này không quan trọng. Thì vậy cái phần quan trọng là chúng ta đã xử lý tiếp theo được nha. Song song cùng với lại Atratha luôn. Parikappanna là ước đoán đó, ước đoán nó bằng với lại Abhiniwesana hả? Sự ái luyến đó, sự ái luyến ở đây nó đồng nghĩa đó là Parikappanna. Chính do bị ái luyến và trong một bát tha quy do Đích Thí và Nam, Tăng Hà và Đích Thí làm chủ đạo này. Cho nên mới có cái nhận xét gọi là sai lạc như vậy. Và những xét sai lạc nó đồng nghĩa với cái gì? Parikappanna hả? Sự ước đoán như vậy. Hoặc như nó được gọi là cái gì? Manyana, tức là cái sự mà tưởng tượng, sự suy tưởng. Rồi chúng ta trở lại cái đoạn này. Cho nên dựa vào cái dẫn chứng này, tức là đề cập đến cái cảnh gì? Tức là dựa vào trong đây đó, mang nghĩa cái cảnh đó là cái đoạn này đó là cái phần này là do tôn giả của Đức Vô Sáng này trình bày thêm cho rõ ha. Dựa vào hai cái đặc tính đó, một là cái sự thông thạo tâm tài, hai là cái gì? Trình bày về cái sự nguy hại của trong đó trình bày cái sự nguy hại của trong cái quan điểm sai lạc ha. Cái bị chi phối bởi tham ái và tà kiến và đất nước lửa gió dựa vào cái bài kinh đầu tiên trong bộ kinh ha, nó bắt đầu dành cái xuất phát. Rồi kế tiếp ở đây. Nó chết tháp. Kim chi biết nhà đã bắt cá quá chân năng bắt cá xích tăng tasma gia đề tăng unhasati aki santa basati tichap unhanti chethap aki santa bowa veritapo tichap quá chân năng e tăng borana sut tam tathakatha quá chân năng ti veritapanti cha ép thá. Và ở đây chúng ta sẽ thấy là động từ sẽ đi kiểm ngầm, nhưng mà chúng ta có phân từ phụ định phía trước nữa nha, phân từ phụ định phía trước nữa. Ở đây chúng ta sẽ nhà bắt cát quá chân năng, nhà bắt cát quá chân năng. Nhà bắt cát ở đây tức là cái tính từ nha, mang nghĩa là tức là tuyên bố. Như vậy cái lời mà tuyên bố nào Bác Ca Sĩ Tăng đã được trình bày, đã được giải thích mà chúng ta ná Bác Ca Sĩ Tăng vô tiếng như vậy mà chưa được trình bày giải thích. Và ở đây cái lời tuyên bố nào mà chưa được trình bày giải thích, cho nên Yasma Yahdi Tăng Unasa ở đây là bao cái chữ mà un thassa tí, rồi thêm một cái adhyasan tabassa tí giác, tức là đối với cái gì, đối với sức nóng à. Unhasa cái điều kiện và thứ ba, cái lý do thứ ba đó à. Sức nóng là nó đang chịu sức nóng của mặt trời đó, ở đây là adhyasan tabassa hoặc như là sức nóng là từ lửa. Thì unhan tí ethat adhyasanto veditapo thì được gọi là sức nóng ở đây veditapo mà, tên là cái sức nóng từ lửa, cần phải được, cũng chính là cần phải được hiểu rằng đây chính là sức nóng của lửa. Cái câu kết của cái này là cái gì? Etamborana. Và cái điều này đó, Veditapan cần phải được hiểu rằng đó là lời giải thích ở trong một chú giải cổ xưa Tạng Kinh. Mang nghĩa rằng bây giờ là cái phần cái câu tổng kết này ám chỉ tức là cái gì? Cái từ unna là nó cũng chính là bao gồm luôn cả mà adhisantaba là bao gồm cái sức nóng của từ lửa chứ không phải là sức nóng của từ mặt trời theo cái cảnh tức là chiếu rọi mà được trích dẫn ở trong cái đoạn gì? Trong cái đoạn phía trên đó. Đằng samakasa watatapasarisapat ở đây trong cũng là trong bộ kinh luôn ha, bài kinh mà tất cả lỗ mặt đó. Bài kinh thứ hai là bài kinh thứ hai đó, tức là có những cái phiền não phải gió tránh né để đoạn trừ ha. Trong trường hợp này tới đây việc mà cũng định là ruồi mũi gió nắng sự xúc chạm như vậy đó thì cần phải tránh né nè, vì là nó cũng ra làm tổn hại đến như vậy. Thì cái chữ mà unha ở đây dịch thêm trình bày vậy. Và chúng ta đến cái dự kiện cuối cùng luôn. Cô Hảo đọc là cái gái cùng nắp tiếng tiền nhá, các bạn giá su đá đi già nằm má phát chí má được ca giá các cá thà nằm tốt gà lá cá sức tàn sang làm nghề tổ bước đá vừa sổ mắc ghé mắc gà đá biết đề hà rác thà nằm ăn ta rề gà gà giá nó đi gà nó chê và lúc cá thá là đi bắt gà á thị tí sát đá hà tí bằng nghề bước đá vô xê ná bà ná ít thá gần gà xì há lá đi về Maha Weli Ganga Ewa Na Bana Indriya Rattikana Setta Samatta Mahagangati Pagato Ye Waya Mathoti Katutam Karas Karanam Tasipam Pang Bana Idani Mahagangatya Mache Tasmin Thane, Talisam, Dipakam, Aliswa, Bức Đề Bích, Ewa Mewa, Bai Queya, Bích, Ekamsato, Gahewa, Gahetoa, Butta Vachanai, Mat, Vachana Matta Mewa, Nadiyo Babana, Sapat Davi, Tenewa Karena, tí tham tí tí ná sắc ca gà hề tù tí bạc cá tô dê hoài giá mắt thô tasma yat hà bút bê tassa gô bà lassa cà lê tasmin hà nê mà chê gần gà giá ta tí xa đi bắp cà xong huyết chá mà ngà à hề sùng tá thề quá ô ra nát thác cát thà xúc e xá át thô xong hoa nít tô ta đề quá chá nằm à chá rí ghê ná phát xà bá rí quá ta nằm các tòa các cà xí tàn tí e quá mê quá gá hề tát bằng tát mà tàn tí á cà rá nằm mê quá tí. Cảm ơn cô. Rồi ở đây chúng ta sẽ thấy rằng ở đây luôn hả? Rồi 4 lại nữa và cũng lại nữa. Do vậy Bapanchasu đã lý già lại nữa ở trong mà Papanchasulani tức là trong chú giải Trung Bộ Kinh đó là Mamachima Nika Yathakathayan Gopalaka Sutan Sangwananento Buddha Goso. Do vậy đó trưởng lão Buddha Vô Sáng khi giải thích Sangwananento, khi giải thích bài kinh mà Gopalaka, bài kinh mà người chăn bò đó, ở trong bài Mamachima Nika với cái tên gọi là Papanchasulani thì ngài mới như thế nào, ngài mới sắp sắp đa hati manye sắp đa hati mà ngài là tin tưởng nè, được biết rằng đó là ngài tin rằng đó là Magadha Vide Ha Rathanang Magadha, tức là cái xứ Magadha Vide Ha cũng là cái xứ Vide Ha, ở đây Rathanang gì? Đối với hai cái xứ, hai cái quốc độ đó, Magadha và Videha, Antare cái khoảng giữa như vậy đó, Gangaya Nadiya Meche, như vậy cái phần giữa của con sông và Ganga ở cái khoảng giữa giữa hai quốc độ như vậy, Walukathala Dipakathi, như vậy có cái gì? Có cái Walukathala và Dipaka, có cái gì? Có cái hòn đảo, tức là có cái cồn á. Còn trên con sông thì chúng ta sẽ làm cái cồn, cồn chứ mà ngoài biển chứ là cái đảo này. Tức là có một cái vùng đó được gọi là Balukathalas. Trong cái phần chú giải đó này tin tưởng rằng là có cái cồn ở giữa rồi. Về cái vấn đề làm địa danh chúng ta khỏi phải đi vào trong rồi. Về cái cảnh liên hệ đến và pháp thì chúng ta phải đi vào trong rồi. Rồi kế tiếp nữa là cái gì? Buddha Kose Natana Ditthaganga Sihaladi be Mahaveri Ganga Yena Navana. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng đó là nhưng ở đây tức là cái gì? Ditthaganga tức là cái con sông mà gọi là được thấy bởi ai của Đắc Vua Xê, tức là do tôn giả của Đắc Vua Xá thấy được con sông này. Sinhala Dibe ở trên đảo quốc Sinhala. Mahaveri Ganga Yewa. Chúng ta là Ganga Y được thêm vô nha. Yewa. Tên là Mahaveri. Như vậy ở đây tức là cái dự kiện người ta đang cái gì? Và cái con sông tên là Mahaveli này ở trên đảo quốc ở Sinhala đã được ngài Buddha Vô Xá khi ngài đi qua bên đó ngài thấy đó, chứ không phải là cái gì Mahaganga tức là cái con mà gọi là đại hà đó hả, đại hà tức là con sông lớn đó mà xếp thác Sammata Indiyaratikam. Ở đây xếp thác thì tức là đứng đầu ha, và Sammata tức là quá khứ tương tự này là tức là hợp vào, bao gồm cái gì? Bao gồm yếu tố là con sông đầu nguồn đó hả? Của Indiyaratikam của đất nước Ấn Độ nha. Cái dự kiện cuối cùng này ở đây tức là cái gì? Đang nói về gọi là cái sân quán của ngài ha. Thì vì rằng ở trong cái đoạn mà trong Trung Bộ Kinh đó này có đề cập đến đó là gì? Có cái hải đảo hoặc như có cái cồn đất tên là Walukathalas này, nó nằm giữa cái con sông và Ganga, nằm giữa con sông Ganga ở hai cái xứ tức là Magadha và Videha. Thì ngài bây giờ tiếp theo đó là cái gì? Cái con sông Ganga mà tên mà ngài thấy ở đây Mahaveli này ở trên đảo quốc Sinhala mà chính do ngài thấy này đó, thì nó không phải là cái con sông Hằng là hợp với lại xếp thác Sammata, tức là cái con sông Hằng này nó gì? Nó hợp với lại cái nó là con sông mà sông cả đó là xếp thác tức là đứng đầu đó, và Sammata tức là nó không phải là con sông cả, đó là cái đại hà này không phải là con sông cả ở đất nước Ấn Độ. Và ba các tô diên quát quay với mắt khô. Và ba các tô chúng ta ba các tá tức là thông thường này, ba các tá là thông thường tính từ đó. Chúng ta tách ra là e quá nè, quay được thêm vô nè, rồi ái chăng còn áp vô. Và đây là cái ý nghĩa, và đây là cái nghĩa mà nghĩa thông thường của nó thôi. Nghĩa thông thường đây tức là anh chị, tức là gì? Tức là dùng cái từ mà là găm ra nó đi thôi, tức là con sông Hằng, nhưng mà thực sự con sông này nó không phải lên bên Ấn Độ nha, mà nó là chính là con sông mà tên là Mahaveli ở tại bên Sri Lanka nha. Chính do thông dẫn của Thầy Phô Sát khi mà Thầy đi qua bên đó Thầy mới thấy được cái con sông. Để cái chữ găm ra nó hai nghĩa, một là cái gì? Một có nghĩa là con sông, hai có nghĩa là tên con sông Hằng ở bên Ấn Độ. Rồi kế tiếp Chatutthankaranang Dasinang, đây là cái lý do thứ tư sẽ được trình bày ở đây. Tambana idani mahagangaya mechetas nethane tarisan vipakandis adiswa. Nhưng bây giờ thì như thế nào? Sông không có nhìn thấy các con sông giống như vậy ở tại cái chỗ ấy giữa cái đại hà Ekansato các hệ tòa. Sau khi mà Ekansa tức là chúng ta dùng là một bên, Ekansa chúng ta dùng cái nghĩa tức là chắc chắn. Chắc chắn cái hệ tòa bớt bê e quăng kinh bắp quay á vút tá wajana mắt tá bê quá tách ra tức là vút tá wajana wajanan còn áp tan năng còn e quá. Lời nói này xác quyết rằng một bớt bê yêu quan yêu quá tôi giác ở đây tức là cái gì? Còn bây giờ ha, còn bây giờ sau khi không thấy được cái hòn đảo như vậy tại cái vị trí ấy ở giữa cái con sông Hằng tại đất Ấn Độ, và kèm thêm là xác quyết rằng tức là bất đề biết yêu quá Pawaya và nó là như vậy trước đó, tức là con sông này đã hiện có trước đó rồi, cho nên mới là vút tá quá chánh năng còn áp tăng yêu quá, cho nên đây chính là lời nói của ngài ha, áp tá ở đây của chính ngài đó. Đang dự kiến là con sông thì không phải là ở bên Ấn Độ mà là bên Sri Lanka. Rồi chúng ta coi tiếp là Nadi Yobana Sapadabi Sapadabi Tenewakarena Tithanti Nasaka Gahetunti Pakato Yewa. Rồi cái này cũng là điều này với nghĩa thông thường ha. Theo cái tục danh đó, người ta gọi đó là con sông Hằng. Đã dí tù quá đó đã đi vô quá đó. Còn cái gì ná sắc ca gần hề tuần không thể nhận biết, không thể nhận biết rằng đó là cái gì. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là tiết thanh tí nhỉ, số nhiều ná đi vô tức là nhận con sông và tồn tại tena ewa akarena tắt cái chữ đó ra. các con sông đó luôn luôn Sabada ít thành thế, luôn luôn tồn tại bằng Tena Ewa Akarena, bằng chính cái cách thức ấy. Ná sắc ca cái hiệu tụng chứ không thể lấy cái gì, lấy cái nghĩa mà ba cách tôn theo cái nghĩa mà tụng danh được. Ná sắc ca kia giá hệ tôn tí nữa, giá hệ tôn còn ít tí nữa, nó bao luôn cái này luôn. Chưa xin lỗi, chúng ta không phủ nó được ra phía sau được mà nó đâu ở đây là điều kiện thứ tư nè. Nhưng bây giờ ở đây đó, sau khi mình thấy như vậy mới xác quyết, thì càng sau cô mới xác quyết rằng nó là cái gì, nó là như vậy trước đó rồi. Và đây là cái lời nói của chính Ngài, cho nên nó là lúc đầu mới là đây là cái ý nghĩa mà nó là thông tục, là thông thường. Khi mà không thể, không thể xác quyết nhận định rằng tức là tất cả con sông có thể luôn tồn tại bằng chính cách thức, bằng với chính cách thức ấy. Cái câu trên này này, các bạn để ý này. Sau khi trình bày cái niệm thứ tư rồi đúng không? Tức là cái con sông đã nằm bên Sringali với cái tên gọi là Mahavir Tichit, và con sông bên Ganga, không phải bên India nha, con sông trắng này. Nhưng giờ đây Banaida nó như vậy đây, như thế nào? Khi mà không thấy, khi mà không nhìn thấy các hòn đảo như vậy, tức là cái hòn đảo mà nằm giữa cái con sông đó, khi mà không nhìn thấy các hòn đảo mà tại cái chỗ đó, tức là Tasmita đấy là tại cái gì? Tại cái con sông Ganga đó, ở giữa các hòn Ganga này. Thì khi mà không thấy cái hòn đảo như vậy, vị đó mới Ekansato các Heva, vì vậy nó mới xác quyết rằng tức là cái gì? Do cái bản chất là như vậy trước đó rồi, tức là căn bản là trước đó là không có hòn đảo rồi. Đây chỉ chính là cái lời nói của Ngài thôi. Đây là con sông ở đâu đây? Bên Sinhali à? Maharanga, không phải là Đại Hà, Đại Hà. Cái chữ Maharanga này tức là anh chị là Đại Hà, anh chị là bên India nha. Tại phía trên nó có gọi là Setha Sammata Maharanga, tức là Đại Hà. Đại Hà nhánh chính hả? Đại Hà. Đại Hà chính đó, của nước Ấn Độ. Như vậy khi mà Ngài, như vậy cái dự kiện phía trên tức là đây là cái con sông bên Sinhala chứ còn ở bên India. Rồi cái tiếp nữa là cái gì? Khi mà không thấy cái gì trên cái con sông mà con sông bên India đó, nó không có thấy mà cái đi bá cá này có cái tên gọi là gì? Walukathala này hả? Tức là thấy cái cồn đất đó, cái cồn đất hoặc như là cái hòn đảo đó. Khi mà không thấy cái đi ba cá này ở trên chính con sông hàng ở trên Ấn Độ, cho nên Ngài mới xác quyết rằng Ekansato các hệ toàn, cho nên Ngài mới xác quyết rằng đó là gì? Bản chất của con sông này nó không có bức be quăng, tức là bản chất nó sẽ là như vậy trước đó, tức là bản chất nó không có con sông này như vậy. Đó là cái dự kiện của Ngài thôi. Rồi đã đi vô ở đây tức là còn ở đây tức là không thể mà ná sắc ca cái hệ tôn và không thể cái gì, không thể xác quyết cái điều là tất cả con sông đó, nó đều nó luôn tồn tại theo cái cách của nó. Thì điều của Akarena là một cách riêng, là một cái riêng ấy. Chúng ta coi luôn câu kế. Tasmai nhất thời bất bề tassa gopalakaka li tasmita ni bất chi tangvaya talisa ni bất ca samityamana ahisun. Do vậy, như thế nào? Ở đây Kali Tasmin Thani mất chê. Ở tại cái chỗ ấy, cho phép. Samvichamana, chúng ta tách ra này. Nibaka tức là Nibaka là chia theo chủ cách là động từ chúng ta sẽ hesum nè, bất định khứ người thứ ba số nhiều. Những cái hòn cồn đất, những cái hòn đảo đó, những cái hòn đảo giống như vậy đó. Samvichamana khi mà đang tồn tại, Samvichamana tức là tồn tại ha, khi đang hiện có, tức là những cái hòn đảo như vậy khi mà đang có mặt đó, thì nó đã có. Những cái hòn đảo như vậy của con sông Ganga mà đang tồn tại thì nó cũng đã có ở giữa cái chỗ đó. Và cái lúc của cái người chăn bò trong cái bài kinh Gopalaka này trước các thê quá bora nó ta tha suốt te sát hồ sang quan ni tổ, và cái ý nghĩa này đã được trình bày trong các tập chú giải cổ xưa. Ta đề quá cho cái năng à cho cái đề đó mà sao tới quá tăng năng các tòa và cả sĩ tăng tí yêu và nghĩ tập tăng tăng cũng yêu quá nhỉ, tăng ở đây chỉ có cái bố chân năng và ngay lúc đó và ngay cái lời nói đó ta tạo thành là ta đề quá vào ngay lúc ấy hả. Ngay lúc ấy thì cái lời nói đó như thế nào? Pasa Parivatana Katwa sau khi được chuyển hóa, sau khi được chuyển dịch đó, bởi trường đạo Buddha Khô Sát Baka Sít Tăng Ewe Ewa qua cái hiệu tóc bằng thì sẽ trở. Ở đây Baka Sít Tăng thì chia cùng cách với gì? Chia cùng cách với quá chánh năng này. Ở sẽ chia cùng cách với là cái sự chuyển ngữ đó này. Sau khi chuyển ngữ như vậy Baka Sít và đã được giải thích nè, sau khi được chuyển ngữ và được giải thích yêu quá kia tấp bằng chúng ta có thể là tắt từ trên này luôn là tại vì bác ca sĩ tăng là cộng với y tí, cho nên là chúng ta có thể lấy là cái quá chánh năng này nè, giá hệ tấp bằng nè, và cái gì và lúc và khi ấy cái cách trình bày đó nên được hiểu như vậy là được trình bày sau khi đã chuyển ngữ bởi tôn giả Buddha Khô Sát. Do vậy tâm biết akarana nevati, như vậy đây không phải là cái lý do, như vậy đây không phải là lý do chính đáng nha. Như vậy cái dự kiện thứ tư này không có thỏa đáng. Không luôn à, được cô bác cô. Rồi như vậy là Uparit Panasa điều quá đã không đúng Sonya Ipanga không có của mấy cái cây nhá, cái này chút xíu Magada Guide ha Magadavidena. Magadavidena. Rathana. Không có từ này. Magadavidena Rathana. Từ năm đó. Không có rồi. Rồi trích lấy tập. Điều số 4 ở đây là mấy chữ như thế này. 1 3 50. 1 3 50 kiếm không thấy. Rồi như vậy đó là cái phần mà sanh quán của ngài nha. Cái dự kiện thứ tư thì không có sử dụng được. Rồi chúng ta kế tiếp. Dừng lại đây. Prananakula vicharana. Vicharana nè. Tức là cái gì? Tức là cái sự khảo sát về cái dòng tộc của ngài ha. Cái dòng dõi Bà La Môn đó. Rồi Atha Pramana Mana Mana Voti Badambi Tena Ewan Vicharitang. Bá đăng cái câu mà cái gì pramana manavo ha, tức là thanh niên Bà La Môn này vicharitang là cần phải được xem xét như vậy, xem xét theo cái dự kiện đầu tiên ha, tức là cá đầu tiên tức là cái gì buddha voso pramana kulachato ti nasaka gahiton kasma vedikalato pathaya ya vachanata ya vachatana sappe bi pramana. Cần phải được hiểu như vậy. Nasaka cái hệ tông tức là không thể nào dùng Buddha Khuso ha, Nasaka tức là trưởng lão Buddha Khusa thì không thể dùng cái gì Pramana Kulachato không có thể dùng cái nghĩa tức là sanh từ trong dòng Bà La Môn. Kasma Vedahalato Vedakalato Vathaya. Như vậy đó là tất cả thanh niên sắp đề Brahmana nhà tất cả Bà La Môn đó. Yavachatana. Yavachatana chúng ta tách ra tức là Gia quá còn Achatana nha. Achatana tức là tính từ nó nghĩa là tức là ngày nay. Yavachatana cho đến ngày nay. Vathaya tức là khởi đầu từ cái gì? Vedakala. Khởi đầu từ cái thời điểm mà gọi là Veda tức là Vệ Đà đó nè. Kasma tại sao mà bắt đầu từ cái thời điểm mà Vệ Đà xuất hiện cho đến ngày nay đó thì tất cả đều được gọi là Bà La Môn, là dựa vào cái bài kể này, bài kể số 5 này. Số 5 này xuất phát từ trong mà cái bản Sanskrit nha, Iruk Veda. Ở đây là các bạn bản Sanskrit nha. Pramanosya Mukhamasini Bahu Rajanya Kata Uru Tadasya Dawa Wakya Babayayang Gudro Ajayatati. Các bạn nói đó thì Pramanosya Mukha gọn á Mukhamasini Mukhamasini Bahu Rajanya. Uru Tarasya Dawa Wakga Tada Uru Yada Tada Yagudro. Cái bài giải này chúng ta khoan dịch. Chúng ta phải xuống cái nghĩa trước để bằng cả tiếng Sanskrit nè. Chúng ta đi xuống các bạn này đi. Idang Burisa Sutang Nama Mantang Janatiti Sadahiya Burisa Sutang. Cái bài kinh về cái bài kinh Burisa này Được xem hả? Cha nành tí. Cái bài kinh này tức là cha nành tí. Cha nành tí. Cha nành tí. Cha nành tí. Đi theo số nhiều. Không được nè. Mình chủ từ trên đây tức là biết rồi. Cái man tăng nghĩa là gì? Man tăng là sự quyến rũ, man tăng có nghĩa là câu chú thuật nha. Chú thuật. Man tăng cũng còn có nghĩa tức là kinh văn. Mantra đó hả? Mantra. Hoặc như lời khuyến và lời khuyến dạy cũng có. Biết rõ. Cái câu này được gọi là Purisa Suttan. Sadahiya. Sadahiya từ cái động từ mà Sadahati. Như vậy Imang Sadahiya. Đây được tin, đây được biết rằng, được tin tưởng rằng là họ đã biết về cái câu chú thuật được gọi là Purisa Sutta. Cái tiếp theo Ayam Vanasa Atho Pramano Asa Pramono Mukhang Asi Bahu Rachanyo Kato Katiya Asa Bahu Tivat Vuttangoti Yo Wesso So Asa Uru Suddo Asa Badehi Achyanyiti Ayam Vana Asa Atho nha. Ý nghĩa này còn ý nghĩa này còn ý nghĩa này như thế nào, tức là Pramano tức là bị bà la môn mút khăn acid, acid tức là từ động từ khăn acid nha, một quá khứ bất định khứ đó. Mút khá tức là cái gì? As là cái gì? Là có, là thì là một bút khác là cái gì? Bà la môn đó thể sanh ra từ miệng của mà Promono của vị Phạm Thiên. Ba hút. Như vậy cái câu phía trên này này Pramanosya là tức là cái gì? Mukha Adisi tức là bà la môn đó thì sanh ra từ miệng. Bahu Ranchano Kato Rachanyo, Baku Rachanyo Kato. Mà Rachanya thì chúng ta dùng cái nghĩa danh từ nam tính nha, mang nghĩa đó là dòng vua chúa đó hả. Rồi Bahu là cái gì? Bahu là cánh tay đó hả? Bahu là cánh tay đó. Tức là vua chúa thì sanh ra, Kato được tạo ra từ đâu? Từ tay của vị Phạm Thiên. Rồi Katiya Asa Bahu Tivu Tăng cho nên mới được gọi là cái gì? Cho nên mới nói rằng đó là cái gì? Katiya đó chính là tay của ngài. Asa ở đây anh chị ngài, anh chị là Phạm Thiên đó. Cho nên trên phía trên này mới gọi là Bahu Rachanya, tức là vua chúa đó chính là từ tay. Là như thế nào các tăng? Là như thế nào? Đấy. Cái tiếp theo là Yo Wesso So Asu Uru. Uru ở đây có nghĩa là gì? Là hông nha. Uru có nghĩa là cái đùi, sao là cái đùi đó, là đùi, bóc đùi vậy hả? Như vậy Wesso tức là thương buôn đó hả? Còn ai mà là thương nhân đó thì người đó chính là đùi của ngài, em chỉ là đùi của vị Phạm Thiên, tức là sanh ra từ đùi Phạm Thiên. Rồi Suddo tức là cái gì? Ba đê hít tức là được sanh ra từ chân hả? Sút đá tức là cái tầng lớp bậc thấp á, sanh ra từ chân của vị Phạm Thiên. Đây là cái quan điểm mà phân gia cấp mà đối với văn hóa Bà La Môn giáo nè. Cho nên Uru nè, Uru Tadasa Yadavagga tức là từ đùi. Wissa ở đây tức là Wap quá kỳ giác nè, ta biến đổi thành chữ Visso rồi nè. Còn đối với một quốc giá đó thì Tadassa Uru thì được khởi sanh ra từ đùi. Rồi Badaya, ở đây là Badayam tức là ba d đó là ba đá, tức là chân đó. Udo ở đây là Sudo đó, tức là cái tầng lớp thấp đó thì sanh ra từ chân, kiểu các bạn kể mà trong Sanskrit đấy. Như vậy hôm nay chúng ta tạm dừng tới đây, bữa sau chúng ta sẽ đi học chi tiết. Chúng ta hồi hướng nha. Buddha sasanam chirang tirato, Buddha sasanam chirang tirato, Buddha sasanam chirang tirato, sadhu sadhu sadhu. Sadhu sadhu sadhu. Dạ chúng con xin kính tri ân sư ạ. Mời quý vị nghỉ ạ.